A+ được hình thành với sứ mệnh đưa thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu, có hoài bão tư duy, biết nhìn xa nghĩ lớn, không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng thế giới và tôn vinh giá trị bản sắc riêng của dân tộc. Sau 10 năm thành lập và phát triển, Học viện Anh ngữ A+ đã có trên 40 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100.000 lượt học sinh theo học. 100% học sinh tiến bộ về năng lực học tập, 95% khách hàng hài lòng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ, 10% học sinh có thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế. Và để làm được điều đó thì A+ hướng tới sự phát triển toàn diện để xây dựng 4 năng lực trụ cột của công dân toàn cầu: kiến thức, kỹ năng, thái độ và thói quen. Và sau này học sinh của A+ hoàn toàn có thể học tập, sinh sống và làm việc ở bất cứ nơi đâu ở trên các quốc gia trên thế giới hiện nay. Và hiện nay thì A+ cũng có 15 đối tác quốc tế và tiên phong ứng dụng công nghệ trong dạy và học. Để có được thành công như ngày hôm nay, công tác đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự tinh hoa luôn được ban lãnh đạo đặt lên hàng đầu khi liên tục tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng như giao tiếp, hoạt náo, điều phối lớp học, kỹ năng sử dụng công nghệ, kỹ năng phản hồi, đánh giá, kỹ năng tư duy toàn cầu và đa văn hóa, gamification. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia, thầy cô giáo Việt Nam, nước ngoài được huấn luyện các phương pháp và tư duy dạy học, đánh giá cấp tiến, đánh giá theo quá trình KASH, Knowledge, Attitude, Skill, Habit. Hàng năm, tập đoàn luôn có những hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng xã hội. Hàng triệu học bổng khuyến học giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội được tiếp xúc với môi trường giáo dục tiên tiến nhất Việt Nam. Chúng tôi tin rằng những hoạt động ấy đã tạo nên bản sắc đáng tự hào của A+, bản sắc của thành công đến từ gốc rễ nhân văn và sự phát triển bền vững. Bằng lòng yêu nghề và tâm huyết với sự nghiệp chồng người, đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên của A+ luôn nỗ lực để tạo dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, chất lượng cao, giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ, thói quen. Về chương trình đào tạo, tập đoàn phát triển song song hai mô hình: hệ thống trường mầm non song ngữ từ 18 tháng đến 6 tuổi và trung tâm Anh ngữ quốc tế A+. Đối với chương trình mầm non song ngữ, các con được học tập, được giảng dạy trực tiếp bởi cả giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam. Tại các lớp học, các con được tắm tiếng Anh mỗi ngày. Chương trình học tích hợp các phương pháp giáo dục sớm và phương pháp dạy học tích cực như STEAM, Gamification, dạy học dự án, trải nghiệm. Từ đó, giúp kích hoạt và phát triển trí thông minh đa dạng của trẻ về logic toán học, âm nhạc, mỹ thuật, giao tiếp ngôn ngữ. Giúp xây dựng và phát triển 4 năng lực trụ cột cho trẻ để trở thành công dân toàn cầu: kiến thức, kỹ năng, thái độ, thói quen. Bên cạnh đó, A+ tự hào là tổ chức đào tạo Anh ngữ uy tín khắp 15 tỉnh thành trên cả nước, tiên phong mang đến những phương pháp học tập tân tiến và công nghệ 4.0, trí tuệ AI trong dạy học, vận hành, cùng các chương trình học phù hợp với mọi lứa tuổi như tiếng Anh mầm non, tiếng Anh tiểu học Cambridge, tiếng Anh trung học cơ sở, trung học phổ thông, chương trình luyện thi IELTS. Chương trình và lộ trình học cam kết đầu ra chuẩn quốc tế cùng phương pháp tiên tiến nhất, học bằng sơ đồ tư duy Mind Map, Gamification, CLIL, Content and Language Integrated Learning, dạy học dự án, tình huống. Với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và là đối tác chiến lược của 15 tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới, A+ tự tin truyền cảm hứng cho tất cả thế hệ học sinh sử dụng tiếng Anh thuần thục như người bản xứ, cải thiện điểm thi tại trường và hoàn thành các chứng chỉ quốc tế. A+ hướng tới sự phát triển bền vững và đột phá, song hành với phát triển đội ngũ nhân sự tinh hoa, đầu tư toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và vận hành quản lý. Đây là một trong những lý do mà hiện nay phụ huynh và học sinh lựa chọn và đồng hành, yêu thương, tin tưởng A+. Điều đầu tiên, chúng tôi xây dựng những mục tiêu cho học sinh đó là không chỉ giúp các con cải thiện điểm số tại trường, sở hữu các chứng chỉ quốc tế như Cambridge IELTS, mà điều quan trọng và mục tiêu cuối cùng cao nhất đó là các con thực hành sử dụng thành thạo tiếng Anh giống như người bản xứ. Với một môi trường học tập
tắm mình trong một môi trường quốc tế, trong đó có kết hợp nhà trường, gia đình và xã hội. Ở trên trường, trên lớp của A+ thì chúng tôi tạo ra một văn hóa English only in the center, English only in the class, để các con có tư duy phản xạ với ngôn ngữ, thực hành và sử dụng tiếng Anh một cách tốt nhất. Và bên cạnh đó thì tất cả các chương trình ở trên lớp thì đều có hệ thống chương trình tài liệu 4.0 ở nhà để các phụ huynh có thể đồng hành và hỗ trợ cho các con ngay chính trong tại gia đình của mình. Bên cạnh đó thì giữa môi trường nhà trường và gia đình thì chúng tôi tạo ra một chương trình một môi trường xã hội bằng các cuộc thi, các chương trình lễ hội, các hoạt động ngoại khóa và những cái sản phẩm học tập dự án cho các con, để các con có cơ hội thực hành sử dụng tiếng Anh và điều quan trọng nhất để phát triển các kỹ năng mềm cho các con. A+ thì cũng là tiên phong ứng dụng các phương pháp mới nhất, tối ưu nhất cho các con yêu thích và việc học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Với tất cả các chương trình của A+ thì đều có cam kết đầu ra bằng văn bản pháp lý. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước phụ huynh học sinh về kết quả học tập của các con. A+ sở hữu một đội ngũ giáo viên tinh hoa, tâm huyết và trách nhiệm. Với chương trình của A+ thì lộ trình ngắn nhất, học phí tiết kiệm nhất và được hỗ trợ tài chính một cách tốt nhất. Bé nhà mình hiện tại đã 2 tuổi và mình cho con học tại mầm non song ngữ A+ từ hồi tháng 10 năm ngoái. Từ hồi học tại A+, con mình đã thay đổi rất là nhiều. Bé ngoan hơn, dạn dĩ hơn và biết nhiều hơn so với các bạn. Bé còn ít ống vặt hơn nữa. Vợ chồng mình luôn tin tưởng A+, không chỉ vì sự tận tâm, yêu thương, sự chăm sóc của các cô dành cho con, mà còn vì chất lượng đào tạo nữa. Có nhiều người nói trẻ con còn nhỏ thì biết gì đâu mà cho đi học sớm, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Qua quá trình quan sát con học tại A+, mình cảm thấy bé nhà mình thay đổi rất là nhiều. Bé biết nhiều hơn so với các bạn cùng tuổi. Bên cạnh đó, việc tiếp xúc và tắm tiếng Anh mỗi ngày làm cho bé thích thú hơn với việc học tiếng Anh, thích những bài hát học tiếng Anh hơn và chương trình học tiếng Anh nữa. Mình cảm ơn A+ rất là nhiều. Hello, I'm teacher Mark, Cambridge Southall Certified English Teacher. I feel incredibly fortunate and proud to work and teach at A+, a professional and friendly environment where quality is our top priority. Our focus is on our clients, the center, and the satisfaction of parents, while the success of our students serves as our measure of achievement. Our team of both international and Vietnamese educators possesses high expertise, excellent. With years of experience working at leading educational organizations around the world, alongside my colleagues, I am and will continue to introduce the latest training programs, academic competitions, and significant learning opportunities. These initiatives aim to provide A+ students with comprehensive experiences that foster learning, grow empathy and responsibility. Em đã đi học tiếng Anh ở một vài trung tâm, nhưng em thấy sự tiến bộ của bản thân rất chậm và không còn hứng thú với môn tiếng Anh. Nhưng từ khi học tại A+, em đã được hỗ trợ rất nhiều. Thầy cô luôn theo sát em và nắm được điểm mạnh, điểm yếu của em. Nhờ đó, em đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi của trung tâm, của trường và những kỳ thi quốc gia, quốc tế. Cùng nhìn lại chặng đường 10 năm đã qua, có những bước chênh vênh, cũng có những bước mạnh mẽ. Nhưng sau tất cả, với sự hỗ trợ và nỗ lực của cả một tập thể, A+ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt. Giữ vững triết lý kinh doanh trong suốt 10 năm qua, lấy khách hàng là trung tâm và sự hài lòng là thước đo thành công. Chúng tôi tin rằng lịch sử luôn là điểm tựa, hành trình phát triển là kinh nghiệm và thành công hôm nay là động lực tiếp tục tiến về phía trước bằng niềm tin, khát vọng, vươn cao, bay xa trong thời đại mới.